Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 16 tháng 6, Thánh Gioan Francisco Regis. Ngày 17 tháng 6, Thánh Emily Viala và Thánh Feroda, giáo dân tử đạo Việt Nam. Chán trường con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ai Chúa son thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó tha vào lòng từ ai Chúa son thương. Về tràn ngập vui sướng dàn sao trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó tha vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 16 tháng 6, Thánh Gioan Francisco Regis. Ngày 17 tháng 6, Thánh Emily Viala và Thánh Feroda, giáo dân tử đạo Việt Nam. Ngày 16 tháng 6, Thánh Gioan Francisco Regis. Vị thánh người Pháp này sinh năm 1597. Khi lên 18 tuổi, Gioan Francisco Regis gia nhập dòng tên. Ở chủng viện, lòng yêu mến Thiên Chúa và ơn gọi của Gioan được tỏ lộ qua cách thức ngài cầu nguyện. Thánh nhân cũng nhiệt thành ham thích việc dạy giáo lý trong các sứ đạo mỗi khi có thể. Sau khi được thụ phong linh mục, Gioan Francisco Regis bắt đầu công việc truyền giáo. Những bài giảng thuyết của ngài rất đơn sơ nhưng phát xuất từ nội tâm. Thánh nhân đặc biệt hay giảng cho những người nghèo khó và những người bình dân. Họ tập trung lại thành những đám đông để nghe ngài thuyết giảng. Thánh Gioan Francisco Regis dành thời giờ ban sáng để cầu nguyện, ban bí tích hòa giải và thuyết giảng. Ban chiều, thánh nhân viếng thăm các trại tù và các bệnh viện. Với những người nói rằng các tù nhân và các phụ nữ chắc nết mà Gioan Francisco Regis đã cải tà quy chánh sẽ không tốt lành mãi đâu, thì thánh nhân trả lời họ: nếu những cố gắng của tôi dù chỉ ngăn cản được một tội khỏi bị sa phạm thì tôi vẫn xem chúng thật là đáng giá. Thánh Gioan Francisco Regis hành trình đến các sứ đạo nơi miền thôn dã, ngay cả trong những ngày đông giá rét để giảng thuyết. Tôi đã thấy ngài đứng suốt ngày trên đống tuyết tận trên đỉnh núi để giảng dạy, một linh mục đã nói, và sau đó lại dùng cả đêm dài để giải tội. Đôi khi mới 3 giờ sáng, Francisco Regis đã lên đường chạy tới một thị trấn hẻo lánh mà trong túi chỉ có vài quả táo dùng làm lương thực hàng ngày. Một lần kia, trên đường tới một ngôi làng, Gioan Francisco Regis bị té ngã và gãy chân. Tuy vậy, thánh nhân vẫn tiếp tục hành trình, dù là một tay chống gậy và tay kia phải vịn lấy vai của người bạn. Nhưng khi tới làng, thì thánh nhân liền ban bí tích hòa giải cho các hối nhân, không để ý đến cái chân gãy của mình. Cũng chẳng nhờ người chăm sóc băng bó cái chân bị gãy của mình, cứ lao vào việc ngồi tòa giải tội, không quan tâm đến cái chân gãy. Vào cuối ngày, khi mà các bác sĩ đến để xem xét coi cái chân ngài bị gãy như thế nào để lo băng bó và chữa trị, thì lạ lùng thay, cái chân gãy của ngài đã hoàn toàn được chữa lành từ lúc nào vậy? Bác sĩ cũng không biết giải thích ra sao. Gioan Francisco Regis qua đời trong một chuyến đi truyền giáo. Ngài lâm bệnh rất nặng,
đang khi bị lạc trong rừng vào ban đêm. Ngay trước lúc chút hơi thở sau cùng, Thánh Gioan Francisco Regis reo lên: "Tôi thấy Thiên Chúa và thân mẫu người đang mở cửa thiên đàng cho tôi." Gioan Francisco Regis qua đời ngày 31 tháng 12 năm 1640, hưởng dương 43 tuổi. Năm 1806, có một khách hành hương đã cùng nhập bọn với nhóm người tới cầu nguyện tại đền Thánh Gioan Francisco Regis. Người khách ấy tin rằng vị thánh này đã đạt tới cùng đích của đời linh mục. Người khách ấy chính là Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx. Lễ mừng kính Thánh Gioan Vianney được cử hành vào ngày 4 tháng 8 hàng năm. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Gioan Francisco Regis nhắc nhở mỗi một người chúng ta, Chúa trao cho nhiệm vụ nào thì làm cho trọn. Với đời linh mục, hãy chú tâm vào công việc mà Gioan Regis đã làm. Dành thời giờ ban sáng cầu nguyện, ban bí tích hòa giải để thuyết và thuyết giảng giải tội, ban bí tích hòa giải và thuyết giảng buổi sáng, còn buổi chiều thì thăm các trại tù và các bệnh viện. Đấy, công việc của người linh mục như vậy thì còn giờ đâu mà làm những chuyện khác, làm những chuyện không hay không tốt nữa. Thời dâu giờ đâu mà đi du hí hay là đi giải trí không lành mạnh. Rồi khi người ta nói rằng dù có đi thăm các trại tù, các bệnh viện để mà cải hóa những người đó, nhất là những người phụ nữ chắc nết, thì cũng chẳng ơn đích gì đâu, rồi cuối cùng họ cũng quay trở lại cái đường xưa lối cũ mà thôi. Thì Thánh trả lời: "Nếu những cố gắng của tôi dù chỉ ngăn cản được một tội khỏi bị sa phạm thì tôi vẫn coi chúng thật là đáng giá." Cho nên công việc loan truyền lòng thương xót Chúa của chúng tôi làm rất nhiều máy. Đang có những cái máy đang trước mặt anh chị em đây: máy bài giảng, máy nhật ký Faustina, máy hiệp hành, tức là 52 điểm hẹn Chủ nhật, rồi chuyện các thánh, rồi thư tình lòng thư xót, rồi chuyện sư tích cũ, rồi bài lòng thư xót chú với bệnh nhân. Có người nói cha làm vậy phát vậy biết bao nhiêu cho sở, rồi có được ích lợi gì không, họ có nghe có đọc hay không. Tôi nói cho dù có cả 10.000, 20.000 hay là 50.000 máy đi chăng nữa mà chúng tôi gửi đi, chỉ cần một người quay trở lại thôi cũng đáng giá rồi. Một người quay trở lại thôi cũng đáng giá rồi. Có người hỏi, cha cứ ngồi mãi miệt mài, mê mẩn, rao giảng suốt ngày như thế này. Ngày nào cũng 4-5 bài lời Chúa, rồi chuyện các thánh, rồi nhật ký Faustina, rồi thì chuyện cổ tích, rồi chuyện đạo, chuyện đời, rồi gương chứng nhân, rồi thì tản mạn cuối tuần, rồi thì điểm hẹn Chủ nhật. Cứ làm riết như vậy thì được ích gì? Họ có nghe hay không? Tôi nói dù chỉ một người nghe thôi mà họ được ơn hoán cải, điều đó cũng đáng giá rồi. Mà biết bao nhiêu người nghe, biết bao nhiêu người được ơn, biết bao nhiêu người được hoán cải, biết bao nhiêu người được chữa lành, nhiều lắm. Chúa cho tôi thấy nhiều lắm. Họ đã gửi về những nhân chứng, những người thật việc thật, những việc họ được ơn Chúa chữa lành, được ơn hoán cải, được ơn quay trở về với Chúa như thế nào, và những người ngoại giáo họ được ơn nhận biết Chúa qua bí tích rửa tội ra sao. Nhiều lắm thưa anh chị em, không thể đếm xuể, không thể kể hết. Và vì thế chúng tôi vẫn cứ tiếp tục làm công việc này. Anh chị em cầu nguyện để công việc của chúng ta đang làm, công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, qua việc thực hành lòng thương xót Chúa, qua những chứng nhân lòng thương xót Chúa, được thúc đẩy bởi những lần giờ cầu nguyện tha thiết với lòng thương xót Chúa. Và như thế, thưa anh chị em, Chúa là một người cha nhân từ, đón Francisco Regis để Ngài được thấy: "Tôi thấy Thiên Chúa và thân mẫu người đang mở cửa thiên đàng cho tôi." Thì Chúa cũng nói với một người chúng ta: "Ai tín thác vào lòng thương xót của ta, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ, giờ ra đi trong bình an, ta sẽ đón họ
về hưởng hạnh phúc với tư cách một người cha nhân từ, chứ không phải một người thẩm phán để luận phạt. Ngày 17 tháng 6, Thánh Emily Viala. Emily Viala là cô gái độc nhất trong một gia đình giàu có. Thánh nữ sinh tại Pháp năm 1797. Song thân của Emily gửi cô đến học ở Paris. Khi thân mẫu qua đời, Emily trở về thị trấn Gay Lắc nhỏ bé của mình. Emily 15 tuổi, vừa là người con, vừa là người bạn tốt đối với thân phụ của cô. Ông Viala quan tâm tới chuyện tìm cho con gái ông một tấm chồng thích hợp. Ông rất giận dữ khi nghe biết Emily từ chối chuyện lập gia đình. Thất vọng, vỡ mộng, ông đâm ra hay tranh luận và la rầy Emily. Emily nhận thấy mình muốn là một nữ tu đạo hạnh, hiến dâng cuộc đời phụng sự Thiên Chúa chứ không muốn lập gia đình. Khi Emily 21 tuổi, thì có một linh mục tới thị trấn Gay Lắc, đó là cha Mercier. Cha hướng dẫn Emily theo đuổi ân gọi của mình. Emily muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và đau yếu. Cha Mercier giúp Emily thiết lập một địa sở dành cho các bệnh nhân ngoại trú ngay trên thửa đất của gia đình Viala. Thân phụ của Emily rất lấy làm bực mình. Tình trạng căng thẳng giữa Emily và người cha kéo dài suốt 15 năm trời. Suốt 15 năm trời căng thẳng như vậy. Sau đó thì ông nội của Emily là ông Baron Portan qua đời. Ông để lại cho Emily một gia tài. Và thế là cuối cùng Emily đã có thể có được sự tự lập cần thiết để khởi sự làm công việc đặc biệt cho Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của cha Mercier, Emily mua một căn nhà lớn trong thị trấn quê hương của ngài. Rồi Emily và ba chị em khác bắt đầu thiết lập một hội dòng. Họ phác họa ra một bộ tu phục và chọn một tên gọi. Họ nhận tên là dòng nữ thánh Giuse. Vì phúc âm thánh Matthew thuật lại việc thiên thần hiện ra với thánh Giuse và bảo ngài rằng người con của đức trinh nữ sinh ra là do bởi Thiên Chúa. Đức Tổng Giám Mục đã chúc lành cho hội dòng và sứ vụ của họ. Các nữ tu này tận hiến cuộc đời phục vụ và chăm sóc những người đau yếu, những người nghèo khổ và giáo dục trẻ em. Trong khoảng 3 tháng, đã có 12 chị em xin gia nhập hội dòng. Và Sơ Emily tuyên giữ các lời khấn năm 1835 cùng với 17 nữ tu khác. Đức Tổng Giám Mục đã chuẩn y bản quy luật của các nữ tu. Dòng nữ thánh Giuse bắt đầu thiết lập thêm các tu viện nhánh. Năm 1847, các nữ tu tới Bược Ma và năm 1854 họ tới Úc. Trong khoảng 40 năm, mẹ Emily Viala đã xem thấy hội dòng mình phát triển từ sân nhà của mẹ ở Gay Lắc, nước Pháp, dần già lên tới khoảng 40 cơ sở trên khắp thế giới. Mẹ Emily Viala viết nhiều thơ bày tỏ lòng yêu mến tha thiết đối với Thiên Chúa, với giáo hội và các tín hữu. Mẹ quan tâm đến mọi người. Trong trái tim mình, mẹ Emily Viala nhận thấy dân chúng khắp nơi đang cần giáo hội đem chân lý tin mừng và tình yêu thương đến cho họ. Mẹ nài xin Chúa Giêsu ban thêm cho sức mạnh cần thiết để tiếp tục công việc. Sức khỏe của mẹ Emily Viala bắt đầu suy giảm từ năm 1850. Rồi vào ngày 24 tháng 8 năm 1856, mẹ qua đời, hưởng dương 59 tuổi. Đến năm 1951, Đức Thánh Cha Pius thứ 12 đã tôn phong mẹ Emily Viala lên bậc hiền thánh. Thưa anh chị em và các bạn, trong một gia đình, thường thì người ta nói con gái của ba và con trai của mẹ. Mẹ thì thường hợp với con trai, mẹ hay thương con trai nhiều hơn. Và người cha thì gần gũi với con gái nhiều hơn. Giống như Emily, 15 tuổi, cô con gái độc nhất trong gia đình giàu có,
15 tuổi vừa là người con, vừa là người bạn tốt với cha của mình. Vừa là con, vừa là bạn. Người cha thường gần gũi con gái mình hơn. Và người con gái cũng thấy mình dễ gần với cha hơn là với mẹ. Tâm lý tự nhiên nó như thế. Thế nhưng mà với Emily Viala này, chỉ vì cô lựa chọn Thiên Chúa, lựa chọn đời dâng hiến, không chiều theo ý cha mà lấy chồng như là người cha mong ước, cho nên người cha thất vọng, người cha vỡ mộng, và từ đó tạo nên sự căng thẳng giữa hai cha con. Đôi khi vì Thiên Chúa, ta phải chấp nhận sự căng thẳng ấy suốt cả hơn 10 năm. Vì Chúa Giêsu đã nói, ta đến không phải để đem bình an, mà ta đem gươm giáo đến. Trong một gia đình, cha mẹ con cái sẽ chống lại nhau. Con cái chống lại cha mẹ làm cho cha mẹ phải chết vì tin mừng. Vì đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đôi khi các bạn và gia đình có những sự mâu thuẫn, sự khác biệt, khác quan điểm. Có khi bố mẹ thương con thì muốn con chỉ chú tâm vào việc học thôi, đừng có đi hoạt động gì khác, rồi mất thời giờ, rồi tốn sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học. Việc thương con cũng đúng thôi, nhưng mà chỉ dừng lại trong cái giới hạn đó, là lo cho con của mình thôi. Nhưng mà cái lo đó chỉ lo một phần, mà quên rằng đứa con của mình nó không chỉ là việc học, nó còn có việc khác nữa chứ. Như Emily này, cô ấy muốn dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Rồi khi cô ấy quyết định dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa ấy, cô muốn lập một tu viện, có một miếng đất, thì ông cha lại càng khó chịu hơn nữa. Việc Emily tốt hay xấu? Tốt. Bố thương con có tốt hay xấu? Cũng tốt. Nhưng mà Chúa Giêsu nói ta đến để đem gươm giáo là như vậy, đem sự mâu thuẫn như vậy. Đó. Rồi suốt hơn 10 năm sự căng thẳng giữa cha con, Emily chấp nhận, cứ tiếp tục theo đuổi cái ơn gọi của mình, lý tưởng của mình. Có khi các bạn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, có khi cha hoặc mẹ các bạn cấm cản, gia đình các bạn không đồng ý, hay là vợ các bạn không đồng ý, hay là bạn bè nó bảo thôi mày đi vào cái con đường đó ta không chơi với mày nữa, hết bạn nhậu rồi, hết bạn tám chuyện rồi. Thì ra từ ngày con đi lòng thương xót Chúa, bố mẹ con khó chịu, rồi gia đình con cũng không có mặn mà, rồi thưa cha, bạn bè của con, mấy bạn nhậu ngày xưa, những chiến hữu gì nó bỏ con hết, mất hết bạn. Bây giờ đôi khi người ta nhìn thấy con giống như là kỳ cục. Cái con này chủ nhật rủ nó đi chơi, nó bảo nó đi công tác bác ái. Tới giờ đi nghe nhạc, tới giờ đi nhậu, nó bảo nó đi cầu nguyện lòng thương xót. Rồi tới giờ mà đi bạn bè đàn đúng với nhau, nó bảo nó đi thăm người nghèo, thực hành lòng thương xót. Bây giờ nó kỳ quá. Mà con cũng thấy con kỳ thật. Bạn có dám chấp nhận cái đó không? Thánh là như vậy đó. Chấp nhận có sự đối kháng, có sự bất đồng quan điểm với cha của mình, nhưng ai yêu mến cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng làm môn đệ của ta, là chỗ đó. Ta phải chấp nhận, lựa chọn Chúa trên hết, con đường lòng thương xót Chúa trên hết, hơn bất cứ con đường nào khác. Thánh Ferroda, giáo dân tử đạo. Ferroda sinh năm 1802 tại làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đẳng Ngoài. Thân phụ là người có đạo, nhưng thân mẫu lại là người ngoại giáo. Dù vậy, cụ cũng được rửa tội và giáo dục chu đáo theo giáo lý Công giáo. Vì cha mẹ nghèo, lúc nhỏ không được học chữ nhiều, nên lớn lên cậu học nghề thợ mộc để đi làm phụ giúp với gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu lập gia đình và trở nên gia trưởng gương mẫu về mọi phương diện, nhất là về đạo đức lương thiện. Trong việc dạy dỗ, huấn luyện con cái, cậu biết rõ lời nói không bằng gương sáng đời sống hàng ngày. Thế nên, muốn con cái làm điều gì, lãnh việc gì, thì chính cậu làm trước, lãnh trước cho chúng nó theo bắt trước, và kết quả thật tốt đẹp. Đặc biệt là ông Ferroda rất nhiệt tình với nhà chung. Khi cha xứ ngỏ ý muốn tìm người làm ông từ giúp việc nhà thờ, ông tình nguyện sẵn sàng ngay.
và sau khi nhận trách vụ, ông luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Mỗi ngày, ông dậy đúng giờ, kéo chuông, dọn đồ lễ, trưng bông, quét dọn trong ngoài nhà thờ cho sạch sẽ, xứng đáng là nơi tôn nghiêm thờ phượng Chúa, giúp mọi người thêm lòng sốt sáng và kính trọng nhà Chúa. Trong những ngày lễ cả, lễ trọng, ông luôn lo chuẩn bị chu đáo, trang hoàng bông hoa, cờ xí lộng lẫy. Mọi người trong sứ đạo thấy vậy thì hết sức khen ngợi và thán phục tinh thần hy sinh phục vụ của ông. Đang lúc ông hăng say, nhiệt thành lo giúp việc nhà Chúa như thế, thì năm 1862, vua tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp bắt đạo gắt gao. Nhiều giáo hữu bị bắt, trong đó có ông. Lúc đó ông đã 60 tuổi, bị giam ở Phù Xuân Trường 6 ngày rồi đày đi Gia Linh. Ở đây ông phải chịu nhiều hình khổ, ngày đêm bị gông cùm xiềng xích, nhiều lần bị đem ra tra tấn dã man, buộc ông bước qua thánh giá bỏ đạo. Nhưng ông luôn luôn can đảm bền chí vượt qua tất cả vì Chúa, cương quyết một lòng trung thành theo Chúa, không bao giờ chối Chúa bỏ đạo. Ông nói gương thánh Phêrô là quan thầy của ông: nếu bỏ Chúa thì biết theo ai? Chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Các quan thấy cực hình không thể khuất phục được anh hùng đức tin này, cho nên kết án thiêu sống. Vào ngày 17 tháng 6 năm 1862, quân lính dẫn người tôi tớ trung thành của Chúa ra pháp trường. Dọc đường ông thầm thĩ cảm ơn và khẩn khoản nài xin Chúa ban ơn giúp sức cho ông đủ can đảm trong giờ phút cuối cùng này. Khi lửa cháy sắp tàn, một người lính thấy ông chưa chết hẳn, liền rút gươm chém đứt đầu ông, đưa linh hồn ông về hưởng cõi phúc muôn đời. Thế là thánh Phêrô Đa, người giáo hữu kiên cường bất khuất, có thể nói là đã hy sinh vì chân lý bất diệt đến 2 lần, vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu. Thi hài người tôi trung của Đức Kitô được các tín hữu chôn ngay tại pháp trường. Năm sau cải táng đưa về quê nhà. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pius thứ 12 phong chân phước cho ông. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Amen. Rằng sao trong suối nguồn yêu thương.